Chào tất cả các bạn, hôm nay mình ở nhà một mình thì mình nấu ăn nha các bạn. Mình nấu món hủ tiếu nha các bạn. Thì món ăn cũng đơn giản thôi. Cái này là mình mua hủ tiếu gói có sẵn rồi các bạn. Rồi sau đó mình nấu nước dùng. Đây. Đây, mình để vào đây các bạn. Ăn đơn giản thôi các bạn ơi. Đó. Mình nấu đơn giản thôi. Mình nấu đơn giản thôi nha các bạn. Đây là nồi nước dùng. Rồi. Mình bỏ vô chừng vài con tôm thôi các bạn, mình đừng bỏ nhiều nha. Mình bỏ chừng vài con tôm thôi, tôm nhỏ thôi các bạn. Với lại với lại con cua cũng nhỏ nhỏ thôi các bạn. Mất cái tô luôn rồi. Cái mất cái tô sao ăn? Mình không có làm nhiều nha các bạn, mình làm vừa đủ ăn à. Rồi. Chỉ một vài con tôm nhỏ vậy với vậy thôi các bạn. Thôi mình ăn vậy thôi. Tôm này mình bắt ở trong đầm nha các bạn.